anh Long ảnh rớt nước mắt. Anh nghĩ đi, một cái xác xác chết 7 ngày rồi. Cái 7 ngày nó muốn biến dạng rồi, con mắt của ảnh không. Chỉ mong là tất cả những bạn bè gần xa, những fan hâm mộ của anh Long đó, à, nếu thương nha anh Long với lại mến em á, thì em thật sự là em rất là cảm động. Em rất là vui. Nhưng mà mấy anh mấy chị ơi, à, nếu mà có nghe được những gì em nói á, thì thôi đi, đừng có trách móc ba mẹ anh Long nữa. Đó thì cũng tội nghiệp ha, ba mẹ đó cũng tội nghiệp. Ừ, anh nghe nè. Ừ, em nghe nói đi anh. Anh là bên bên YouTube Minh Tăng hả? Ừ, Minh Tăng đó. Bình Tiên đúng không? Ở bên Bình Tiên đó, anh có quay bình thường lại hay gì đó. Tại vì nói chung á là em bình thường hay không thì đó với em không quan trọng. Nhưng mà thứ nhất á là em nể ổng bả, là gì thứ nhất là ba mẹ là người lớn. Đó. Thứ hai á là cũng là ba mẹ là sinh ra Long, nuôi dạy Long lên người. Đó, mới có được một người để mà em yêu thương, và có một người đàn ông để che chở mẹ con em, dành những gì tốt nhất cho mẹ con em. Đó. Thứ ba nữa thì bây giờ em muốn anh Đông được yên nghỉ, được ra đi thanh thản và siêu thoát. Đó. Anh hôm nay chắc anh thấy là chị Phạm Anh Thảo ai chỉ đăng lên đó, anh Long ảnh rớt nước mắt. Anh nghĩ đi, một cái xác chết 7 ngày rồi. 7 ngày nó muốn biến dạng rồi, con mắt của ảnh hớp vô luôn rồi. Hớp vô mà thủng vô luôn đó. Đó. Mà cái xác chết mà rớt nước mắt á, thì anh nghĩ làm sao? Nếu mà rớt nước mắt một giọt nước mắt á, thì sẽ một mình chị Phạm Anh Thảo thấy, còn cái này chị Thanh Thảo chị thấy được. Chị kêu tất cả anh em lại xem, thì nước mắt vẫn chảy ra tiếp. Anh nghĩ đi, thì như thế nào? Anh Long ảnh linh lắm anh à. Anh linh lắm đó. Anh mới có 7 ngày thôi mà anh rớt nước mắt. Tại vì sao? Vì anh không an lòng. Anh thật sự anh không an lòng. Khi mà anh sống á, là anh rất là thương yêu hai mẹ con em. Anh dành tất cả những gì tốt nhất cho hai mẹ con em. Cho dù anh ăn một tô mì gói, mà anh vẫn để một cái đùi gà cho hai mẹ con em. Đó. Thì em nói anh á, anh không thể nào yên lòng. Nhưng mà em chỉ nói là ba mẹ lớn tuổi rồi, chứ không phải còn trẻ. Cho nên là em cũng biết. Đó, thứ hai nữa thì ba mẹ cũng lớn tuổi rồi. Bây giờ cũng là người lớn. Thì cũng là đấng sinh thành của anh Long. Cho nên là em không có trách hồn gì hết trơn á. Đó. Thì em cũng không có mong muốn gì hơn. Em chỉ mong muốn là em biết là tất cả những người anh em, mấy đứa em này nọ của mấy đứa em mà sách nghĩa của anh Long á cũng bức xúc. Đó, em cũng nói là nó hồi sáng đó là em bắt đăng muốn bất cứ cái gì em phải xin phép chị ba. Đó, tuy là em bức xúc thật. Đó, em là em rất nghĩa có anh ba thân thật. Đó, nhưng mà em muốn đăng cái gì em phải hỏi ý kiến chị ba trước. Chứ tại sao em đăng cái nó nói là em xin lỗi chị ba. Em thật sự là em rất là bức xúc. Em không phải là em ruột của chị. Nhưng mà em rất là bức xúc. Đó, tại sao mà hai bác nói như vậy? Rồi em mới nói là thôi đi cưng à. Bây giờ nếu mà cưng thương anh ba cưng, cưng hãy để anh ba cưng thanh thản ra đi. Chứ mà anh ba cưng đó cưng thấy không? Anh ba cưng rớt nước mắt cưng thấy chưa? Đó là vì sao anh ba rớt nước mắt? Là vì anh ba không an lòng ra đi. Thì em la nó rồi. Cho nên là với hai đó, lại không có trách móc gì hết trơn á. Helen á, giả tỷ bây giờ em nói á, ba Helen còn sống á thì còn che chở lo lắng cho Helen. Đó. Khi mà bây giờ ba Helen nằm xuống rồi á, em đúng là em không khả năng với chị Dân thật, tại chị Dân quá giàu đó. Nhưng mà em sẽ dành tất cả tốt nhất có thể trong cái khả năng của em đó. Đây là em không có lo cho Helen được bằng chị Dân lo cho con chị, tại vì chị Dân bây giờ quá giàu rồi, anh hiểu không? Anh biết nhưng mà em sẽ dành tất cả tốt nhất cho Helen để mà nuôi dạy Helen khôn lớn thành người như anh Long mong muốn. Đó, thì em chỉ mong là tất cả những bạn bè gần xa, những fan hâm mộ của anh Long đó, à, nếu thương nha anh Long với lại mến em á, thì em thật sự là em rất là cảm động. Em rất là vui. Nhưng mà mấy anh mấy chị ơi, nếu mà có nghe được những gì em nói á, thì thôi đi,
đừng đừng có trách móc ba mẹ anh Long nữa đó, thì cũng tội nghiệp ha, ba mẹ đó cũng tội nghiệp, tại vì dù sao ba mẹ cũng lớn tuổi rồi, cho nên là nghe được những cái câu nói của mấy anh chị á, thì thật sự là em nghĩ là ba mẹ rất là buồn, cho nên là nếu mà thương anh Long thật sự á thì anh chị đừng có chửi mắng ba mẹ nữa, nó cũng tội nghiệp ba mẹ lắm, ba mẹ mà nghe được á thì thật sự là ba mẹ rất là buồn đó. Đó thì em chỉ chia sẻ với lại nóng đâu ra anh phải quạnh lại nó đúng đi ngày sao hơn á. Thì ấy em nói gì đó. Thì em chia sẻ như đó thôi, thì em chỉ mong là mẹ được vui vẻ sống quãng đời còn lại thôi, cho dù như thế nào cũng được hết á. Thì thôi bây giờ ba mẹ muốn trách hờn muốn nói gì đó thì em thành thật là nhận lỗi hết. Bây giờ anh Long nằm xuống rồi thì em tất cả lỗi lầm gì đó ba mẹ cứ đổ hết cho chị em cũng được nữa, em chấp nhận là nhận lỗi hết luôn, để chi, để cho anh Long được yên nghỉ, để cho anh Long được vui, em muốn làm cái gì đó tốt nhất để cho anh Long được vui cái lần cuối cùng này, tại vì khi anh còn sống anh làm tất cả mọi điều tốt nhất cho em như 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 hòa lần đó, anh đi làm rất là cực khổ, không có ca sĩ nè, ít có ca sĩ nào mà vừa đi hát mà vừa đi làm nhiều như vậy, ít lắm, thật sự là ít lắm, cho nên là em bây giờ em muốn làm gì đó tốt nhất để cho anh an nghỉ một lần cuối cùng này thôi, thì như vậy đó. Tôi Bên thấy tay phải nhìn cũng dùng bên tay thấy phải như vậy. cũng rất là tội nghiệp cho anh. Anh nói nghe nè, anh ơi, chút xíu đi, rồi tối thì khoảng cỡ nửa tiếng anh gọi lại chị em cho em ra đi ngoài đường đó, em chỉ cho anh lái xe cái này cái. Ok. Anh đang trên đèn đỏ bên phải á, tại sao công văn nó ở nhiều lộn, việc công văn nó là bên tay phải mà.